Xin gửi lời kính chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị đang tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Hiện tại Ngân đang có mặt tại xóm Đôi, xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, trên ngôi nhà của hai chị em mồ côi cháu Thủy và cháu Nụ. Ngày hôm nay Ngân trở về đây và mua cho các cháu một cái chiếc nồi cơm điện. Cái này là phần giúp đỡ của chú Vũ Xuân Hải ở dưới Hà Nội. Khi ở cái video trước thì thấy các cháu là về vẫn còn hề vất vả nấu bằng bếp củi, cho nên là chú Hải có gửi cho Ngân số tiền là 1 triệu đồng để mua cái chiếc nồi cơm điện này. Chiếc nồi cơm điện này thì trị giá là đúng ra là 950.000, nhưng mà em Giang Lam ở trên chỗ ốc Thượng Cốc của Lạc Sơn thì biết là Ngân là về thăm hoàn cảnh của các cháu, cho nên là em chỉ lấy có 800.000 thôi. Cảm ơn chú Hải rất là nhiều, cảm ơn em Giang Lam rất là nhiều, và cảm ơn toàn thể các ông bà, các cô chú đã luôn động viên, quan tâm các hoàn cảnh khó khăn trong trường hợp cả cháu Thủy và cháu Nụ. Việc ưu tiên để hỗ trợ cho hai cháu trong lúc này đấy là sửa lại ngôi nhà bếp và có nhà vệ sinh, nhà tắm cho các cháu. Còn cái thứ hai là phương án thứ hai là có thể là khoan giếng. Tuy nhiên là cái ưu tiên nhất là cũng muốn là sửa sang lại ngôi nhà đàng hoàng cho các cháu trước tiên, bởi vì là hiện tại các cháu chưa có nhà vệ sinh và chưa có nhà tắm, chưa có nhà bếp, thì mùa đông cũng sắp đến rồi. Chính vì thế là ưu tiên là cái phần đấy, và thứ hai nữa là nếu như mà có điều kiện thì sẽ khoan cho các cháu một cái giếng. Thì ngày hôm nay Ngân có liên hệ với lại các cái đội mà khoan giếng thì họ đều nói là ở cái địa hình này là phải là 19 triệu đồng. Chính vì thế thì Ngân cũng đang trở về đây để hỏi thăm một số những cái nhà hàng xóm ở bên này. Nếu như các nhà hàng xóm mà cùng có cái nhu cầu là khoan giếng thì có thể là cùng kết hợp, thì mỗi nhà sẽ góp một ít thì ăn chung nhau, dùng chung nhau, thì như thế thì nó cũng bớt đi cái gánh nặng của các gia đình. Hoặc là xem là các ông bà cô chú ở đây mà có nhà nào mà có cái nguồn nước mà dồi dào, có giếng chẳng hạn, thì cho cháu Thủy với cháu Nụ thì có thể là góp một phần kinh phí nào để cùng sử dụng, để dành ưu tiên cho cái việc mà sửa nhà cũng như là làm nhà bếp, nhà vệ sinh cho các cháu. Hiện tại thì Ngân đã lên trên nhà nhưng mà thấy cũng im ắng quá, không biết là có các cháu ở trong nhà hay không nữa, bởi vì là các cháu là còn đi học, nên là thường là nhất là đi học cả buổi cả ngày. Đây, căn nhà bố của cháu này mất khoảng 3 năm nay rồi, thì được căn nhà được làm từ lúc mà bố các cháu còn, đến thời điểm hiện tại là cũng chưa có trát tường được, cửa thì cũng cái có cái không, và cũng làm sơ qua ông bà cô chú ạ. Như cái cửa trước này này, cửa trước thì là có rồi, nhưng mà cửa sổ thì là chưa có này. Đặc biệt là bên chỗ nhà bếp, nhà vệ sinh thì các cháu chưa có. Thủy ơi! Dạ. À, có ở nhà. Cháu chào các ông bà, cháu chào chú ạ. Rồi, cháu đang làm gì ở trong nhà? Học bài à? Hay ốm đấy, xịt xịt đấy. Cháu đang ốm. Đang ốm à? Thế cháu đã uống thuốc gì chưa? Dạ, cháu chưa ạ. Uống thuốc rồi chưa? Có sức cái gì chưa? Chưa. Chưa cái gì luôn? Vâng. Ồ, tay có nặng lắm không? Dạ, cũng không nặng lắm đâu. À, vẫn đi học, có bây giờ có cảm giác trong đầu có mệt mệt, có chóng mặt cái gì không? Dạ, có chú ạ. À, có nói chuyện với chú được không? Có dạ, đi đi lại, có đi đi lại lại được không? Dạ. À, có được cái gì? Vâng. Ừ, khả năng là đi xuống đằng dưới này đi, xong rồi cháu vòng ra cái bên nhà bếp đi, chú cháu mình qua đằng đấy cho nó nói chuyện ở dưới này thôi. Chú không muốn vào trên nhà trên này nữa. Hôm qua ở trên nhà mình có mưa không? Mưa to không? Cháu không biết nữa, cháu không biết. À, thế à? Rồi, sang đây một chú một tí nào. Đâu, con chó nào là con hay cắn giày dép đâu? Con này đấy chú ạ. Thôi, hôm trước là mất một chiếc giày của chú đấy. Chú chưa xử tội nó. Hôm nay không dám bỏ ra nữa. Dép cháu mới đi một ngày mà nó cắn đứt luôn đây này chú. Ôi, phí thế. Cháu mở cửa đi, cháu mở cửa nhà bếp đi. Rồi, chú cháu mình ở đây một tí cho nó mát nào, ở bên kia nhà kia nóng lắm. Mấy hôm nay là có nước để sinh hoạt không?
không. Không á? Vâng. Vẫn không có nước, vẫn phải đi xin à? Vâng. Thế xin ở bên nhà của chú đấy là người ta có cái nước nguồn từ trên kia về hay là nước giếng? Từ trên kia xuống. Từ trên kia xuống, không phải là giếng đúng không? Vâng. Vậy thì cũng khó nhỉ. Hai chị em làm vườn rau hay ai làm đấy? Chị Thủy làm hay cháu làm? Cháu cùng làm. Hai chị em cùng làm à? Gieo cái rau gì đấy? Rau cải. À, cũng siêng đấy chứ. Như vậy là nhìn thấy những cái tinh thần như các cháu làm như này thì cũng biết làm, cũng chịu khó. Rồi chú nghe như là hình như là trong chuồng có con lợn à? Dạ vâng. Nghe chú xem nào. Còn nuôi cả lợn nữa cơ à? Thế bây giờ hai chị em cùng đi học thì ai là người mà cho nó ăn, làm cám cho nó? Phải đi học về mới làm được đấy chú ạ. À, hai con lợn cũng khá là to rồi đấy chứ, phải trên 30 cân rồi. Thế có cần uống thuốc gì không? Thì chú Ngân nghe thấy cảm giác cháu sụt sịt thế, mệt thế. Không cần đâu chú ạ. Nếu mà cần nặng quá thì phải bảo chú Ngân nhé. Vâng ạ. Ừ, chị Thủy đi học lại cũng về tối như hôm trước luôn à? Cũng 5:30-6 giờ mới về đến nhà. Ừ, thế thì khả năng hôm nay thì chú Ngân sẽ không đợi được, chỉ là trò chuyện với cháu một tí, xong rồi hỗ trợ với chú một tí nhé. Vâng. Nhưng mà đầu tiên thì sang đây này, có cái món quà của ông Hải ở dưới Hà Nội giúp cho hai chị em đây. Thấy về học muộn quá mà không có nồi cơm điện, cho nên là ông Hải qua ngày hôm sau là ông nhìn thấy là ông gửi tiền cho chú Ngân để mua cho hai chị em cái nồi cơm luôn. Từ nay là sẽ nấu cơm bằng cái nồi này nhá. Vâng ạ. Rồi, nồi cơm rất là xinh xắn. Rồi. Ồ, có giá đây, hồi nãy Ngân nhầm đấy. Này, giá 980.000. Nhưng mà em chỉ lấy có 800.000 thôi, vậy lại bớt cho mình đến 180.000 cái chiếc nồi cơm này. Ông bà cô chú các anh chị giúp đỡ mỗi người một tí thì các cháu sẽ đỡ khổ hơn. Đấy, ở trong này thì cháu ở trước là có nồi cơm chắc là biết sử dụng rồi đúng không? Vâng ạ. Cái này thì là cái ruột của nó này, bên trong là có dây điện này, có những cái bơi cơm này. Cái muôi dây điện ở trong này nhá. Vâng. Ừ, chú nghĩ là hai chị em này chỉ cần một cái gọn gọn nhỏ nhỏ này thì cũng đủ để mình nấu rồi. Vâng. Ừ. Đấy, có dây điện này. Đây, cái này thì chú giao cho hai chị em nhá. Nào. Cháu cảm ơn ông Hải rất là nhiều ạ. Rồi, chúc mừng cho hai chị em đỡ vất vả nhá. Vâng. Sụt xịt cái này mà nặng quá thì phải uống thuốc đấy. Bây giờ thì cùng với chú là kéo thước một tí để chú xem là nếu như làm cái nhà bếp thì sẽ làm như thế nào cho hợp lý nhá. Ừ. Làm cho hai chị em thì bên cái nhà này thì thôi, Ngân cũng nghĩ rằng là thôi các cháu sau này nếu mà có điều kiện thì mình chắt tường mình làm lại cũng được. Còn trước mắt bây giờ thì ở như này nó cũng là gọi là ở tạm được rồi, cũng an toàn được rồi, không lo bị đổ, bị sập gì thì cũng là một cái phần yên tâm. Quan trọng nhất là cái nhà vệ sinh cho các cháu. Cháu kéo từ cái chỗ mà mép tường kia cho chú xem nào. Đấy. Bây giờ cô chỉ làm nhỏ nhỏ ra, bây giờ là làm tầm khoảng độ 12 đến 15 mét vuông là được rồi. Cái chiều này thì nếu như bằng cái nhà bếp cũ này thì nó sẽ bao nhiêu mét đấy? 3 mét này. Bây giờ cháu cho thấp xuống dưới đợi dưới chân ấy. Rồi giả sử là bây giờ là 3 mét này. Rồi 3 mét cháu căn cho để những cái điểm này cho chú Ngân này. Đây, đến đây nhá. Đến đây đi. Đấy. Cho chú xem là nó chiều dài cái ngôi nhà này nó là bao nhiêu thì áng áng thôi. Ồ, dài đấy chứ. Bây giờ mình có thể là thụt lại mình chỉ làm tầm 15 mét thôi, không làm cần làm dài. Đây, đến đây là đây, cháu cứ ở yên đấy nhá. Vâng ạ. Đúng rồi, đến đây thì nó cũng chỉ hơn cái này khoảng độ 30-40 phân thôi. Như vậy là nếu mà 15 mét vuông thì là đến đây cũng vừa hợp lý. 15 mét vuông thì trong đấy thì sẽ làm nhà vệ sinh mất khoảng độ 2 mét. Thì còn lại khoảng 13 mét thì là nhà bếp. Như vậy là theo với những cái diện tích trước đây mà Ngân hay làm thì nó cũng là khá là rộng rồi.
thậm chí mình có thể là làm 12 mét vuông, nhà bếp thì làm 10 mét thôi, và nhà vệ sinh bên trong thì làm 2 mét vuông. Mình cũng chỉ là đo trước để căn ke như thế nào cho hợp lý thôi, bởi vì là quan trọng nhất là bây giờ phải là cái kinh phí của ông bà hỗ trợ nữa. Bây giờ là đang không biết là khoan giếng trước hay là làm nhà vệ sinh trước. Các cháu thì bây giờ cái nào cũng ao ước, cũng muốn có thôi. Bình thường cái nhà mà đi xin nước là nhà chú ở đâu à Nổ? Nhà chú ở đây bên trên ạ. Nhà đây gì Nổ? À vâng ạ. À, đây ở trên này thì chỉ có hai căn nhà là gần nhau thôi. Thôi, chào chị. Dạ vâng. Đang xin nguồn nước từ trên nhà của cái chị này, nhưng mà cũng là nguồn nước từ trên đồi núi về thôi chứ không phải là nước giếng. Nhà cháu có nhiều gà không à Nổ? Dạ không, có mấy con thôi. Có mấy con này thôi à? Dạ. Cái này là cũng gà từ lúc mà mẹ còn sống, xong rồi mẹ mua hay là như thế nào? Hay nó ấp trứng như thế này á? Vâng ạ. À, thế chuồng ngủ của nó đâu? Nó ngủ trên cây. À, ngủ trên cây không có chuồng. Vâng ạ. À, nếu mà có chuồng thì tốt quá nhỉ. Có chuồng thì nuôi thêm vài con cho nó đẻ trứng, nó có hay đẻ trứng không? Để trứng là có các cháu có được ăn trứng được không hay là để nó ấp ra như này? Để nó ấp ra con gà thôi chú ạ. À không, không dám ăn à? Vâng. Gọi gọi nó xem nào, còn có nhiều không? Cô 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 cô. Đấy, chúng con gọi nó về này chứ. Cũng nhiều đấy chứ. Có gà như người ta nữa chú. À, có gà như người ta nữa à? Vâng. À, có nhiều gà như người ta ở đây không? Cháu không biết gà nhà cháu như nào nữa. Ừ, thế à? Không biết con nào á? Cái lúc con có mẹ ta mẹ đến rồi cháu có đấy đâu. Ừ, không biết con nào không kiểm soát được đúng không? Vâng. Đấy, ở cái không gian nhà bếp mà chật hẹp, nhưng có lẽ đây cũng chính là cái không gian chính sinh hoạt của các cháu. Bởi vì là nấu ăn thừa rồi, tất cả mọi thứ là ăn cơm cũng ở dưới này. Cái nước cũng rất là quan trọng, không có nước thì cũng rất là khó để mà ví dụ như muốn làm nhà bếp hay là làm nhà vệ sinh cho các cháu mà không có nước thì cũng không biết là làm kiểu gì. Cho nên là cái nào cũng muốn ông bà của chú ạ. Cái mà Ngân quan tâm nhất vẫn là làm sao để có một cái không gian nho nhỏ nhà bếp, nhà vệ sinh cho các cháu. Cháu có thể nấu nồi cơm điện mới được không ạ? Ừ, cháu nấu đi. Cháu lấy mà nấu, bởi vì là mua cho các cháu hai chị em mà. Mua nấu luôn đi cho đỡ vất vả thôi. Đấy. Đây, cháu biết nấu rồi chứ gì? Vâng ạ. Ừ, cái nồi ngày trước là chỉ bị hỏng thôi đúng không? Vâng. Cái này tí nó cất đi gọn đi, xong rồi muốn để cái đồ thì để nhá. Cái này tí rửa đi để bới cơm này. Đấy, cất cái này đi, còn cái này thì để lại đây. Được, hai cái này cất đi, chưa dùng đến đâu. Cái này thì tí này rửa nha, mang rửa đi mới bới cơm nha. Rồi, còn cái này cháu rửa cả hai cái đi. Tráng đi thôi, tráng sơ đi thôi, nó cũng sạch mà. Sao nghe tiếng kêu mạnh thế, như là hết gạo đấy. Hả, hết gạo à? Thế thì còn đủ cho hai chị em ăn tối nay không? Vẫn còn ạ. Vẫn còn á? Được hơn một bát, như thế là cũng được rồi. Vậy là nhà cháu lúc mà mẹ còn sống thì có cấy lúa không? Có. À thế thì cái bao mà cái tải lúa là để ở đâu, tải thóc là để ở đâu? Để trong nhà bác hết rồi chú ạ. Để trong nhà bác, à thế có nghĩa là chắc là hết thì bác cũng sát rồi cũng mang ra cho đúng không? Vâng. Ở nhà bác có xa không? Không ạ. À, ở đâu, tận đâu? Ngay dưới kia. Ở dưới chân dốc à? Ừ, bên trong. Bên trong nữa, thế thì cũng xa mà. Thế thì lúc nào phải bảo bác là đi để sát cho nhé, không làm gì có gạo nó mà ăn nhé. Vâng. Ừ, cháu đi bo gạo đi. Các cháu tuy là tuổi còn nhỏ nhưng do điều kiện khó khăn từ lúc nào ấy, cho nên là đến thời điểm hiện tại thì kể cả cháu Thủy và cháu Nụ thì hai chị em đều có thể tự lập được rồi. Hôm thì chị, hôm thì em cùng thay nhau làm. Mai phải đi sát gạo gấp rồi, hết gạo ăn rồi. Dạ chú ạ.
Đúng rồi. Cái ruột của cái nồi cơm điện này thì phải thường xuyên lau, khi mà nấu thì phải lau đi nhá. Khi mà mới vo gạo này thường nó hay dính nước ấy. Thì mình lau đi, khi mà cho vào trong cái nồi nấu của mình thì nó sẽ an toàn hơn, nó không bị lộp bộp mà nó cũng không hay hỏng nhá. Vâng ạ. Ừ. Hôm nay là nhàn hơn rất là nhiều nhỉ. Vâng ạ. Ừ. Không phải nấu bằng bếp củi thì nó nhàn lắm. Cái này chỉ cần cắm mà thôi. Được chưa? Thấy lên điện chưa? Rồi ạ. Đấy, đúng rồi. Cứ đỏ lên là được, mà trong lúc nó chuyển qua màu xanh thì là chín. Vậy là các cháu cũng từng có nồi cơm rồi mà. Vâng. Ừ. Vậy là nhàn hơn rất là nhiều nha. Vâng. 13 tuổi với những cháu nhỏ có gia đình đầy đủ, có bố có mẹ thì có lẽ cũng chưa tự lập được như này. Nhưng do hoàn cảnh riêng của mình khó khăn, chính vì thế mà khi mà bố mẹ đều chẳng may mất sớm, cho nên là các cháu cũng biết tự lập để chăm lo cho cuộc sống của chính mình. Kể cả cháu Thủy và cháu Nụ cũng vậy, cháu nào cũng rất là ngoan, cũng rất là chăm chỉ. Bữa tối nay có món gì à Nụ? Dạ, có rau cải ạ. Có mỗi rau đấy thôi ạ? Vâng. Cái rau này thì hình như là các cháu lấy ở trên cái vườn mà hồi nãy cháu gieo đây đúng không? Vâng. À, là mình tỉa bớt đi ạ? Vâng. À. Rau này thì ăn nó rất là ngon đấy. Cháu định nấu cái này là nấu món gì nào? Nấu không rồi chú ạ. À, nấu không nữa. Vâng. Nấu dạng có một kiểu có nước này để ăn chan cơ với cơm à? Vâng ạ. Thôi tùy thôi, các chị em, hai chị em ăn kiểu gì thì mình tự làm thôi. Vâng. Ừ, ngày hôm nay Trung Ân về đây á, thứ nhất là có cái món quà của ông Hải nhá. Vâng. Chúc mừng hai chị em nhá. Vâng. Còn về kế hoạch như hôm trước Trung Ân nói ấy, thì có thể là làm nhà hoặc nhà bếp, nhà vệ sinh hoặc là khoan giếng gì đấy, thì cái đấy thì để Trung Ân sắp xếp từ từ đã, xem như thế cái nào nó hợp lý. Bởi vì là cái kinh phí, có nghĩa là tiền ấy, thì chưa có, nên là Trung Ân phải sắp xếp mà trông cậy vào tình thương giúp đỡ của các ông bà đã nhá. Ừ. Ừ, cái đấy thì dần dần nhá. Ừ. Bố mất rồi mẹ mất đi vậy thì cuộc sống rất là nhiều cái vất vả, nhưng mà khả năng của chú thì có hạn, chú cũng không có tiền, chú chỉ là cầu nối thôi. Chú cũng trông chờ vào các ông bà cô chú nhà hảo tâm giúp đỡ để chú mới có điều kiện để giúp cho hai chị em thôi nhá. Hai chị em cháu cũng không dám đòi hỏi gì đâu chú ạ. Các ông bà cô chú giúp như thế nào thì chúng cháu cũng biết ơn ạ. Rồi, thế thì chú cũng yên tâm rồi, cố gắng dần dần nhá. Mình lo từng bước một vậy. Chúng ăn không trợ chị của cháu về nữa. Chỉ mong là hai chị em luôn thương yêu nhau, cố gắng lên nhá. Bây giờ thì cũng phải lớn, phải trưởng thành, đúng không? Mặc dù là không còn bố, không còn mẹ nữa, nhưng mình phải càng phải cố gắng nỗ lực hơn, chăm ngoan học giỏi nhá. Đáng cố gắng lên nhá. Chú hy vọng là cuộc sống sẽ có những cái điều may mắn, những cái điều tốt đẹp đến với hai chị em, để giúp cho hai chị em sẽ có những cái động lực để vươn lên trong cuộc sống nhá. Cháu cảm ơn chú đã động viên ạ. Rồi, bây giờ thì nấu cơm đi, xong rồi chờ chị về nhá. Vâng. Mà nếu mà ốm quá thì báo với chú Ngân để chú Ngân mua thuốc cho. Vâng. Nếu mà chú Ngân không kịp lên thì có thể là nhờ các ông bà, các bác nhá. Vâng. Ở gần nhá. Vâng. Thì chú về nhá. Tạnh mưa rồi. Cháu chào các ông bà, cô chú ạ. Cháu cảm ơn ông Hải đã giúp đỡ một nồi cơm cho hai chị em cháu ạ. Rồi. Vâng. Anh ơi, cháu ra đây mà cho chú hỏi một tí đã, xong rồi chú cháu mình mới chào nhau nào. Quên mất, còn một việc nữa, có phải là nhà mà chú ở trên này là cái nhà mà hai chị em hiện tại là đang xin nước ở trên này đúng không? Vâng. À, bây giờ dẫn chú lên trên nhà một tí được không? Được ạ. Ừ, đi. Đây, lên để hỏi cái bác ở trên này xem nào. Là chú như thế nào với hai chị em? Có... họ hàng à? Chú họ hàng à? À. Trên này cao thế này mà xây được nhà là cũng kỳ công đấy nhỉ. Vận chuyển này thì quá khó khăn đấy, làm được cái nhà này. Vâng. Kỳ công nhỉ. Đấy. Thế là nếu mà làm nhà ở dưới cái đường như kia thì làm sao mang được đồ lên đây anh? Hả? Mang làm sao mang vật liệu lên đây được, làm kiểu gì? Ôi rồi thì chở thì vẫn chở ô tô, nhưng mà vẫn chở thì chở thì một chuyến thì 500.000 một chuyến thì tiền cước đấy, nhưng mà nó chỉ được có một tí thôi. À.
đấy, đền đấy. Vâng. Đấy, nhà mình này là làm cái nhà này thì có phải là mình có tiền làm đâu. Vâng. Cái này thì vay ngân hàng thì 50 triệu đấy. Thế ạ. Đấy. Vâng, mới được cái nhà này. Đấy, vâng. Làm thì mình làm ấy. Vâng, thôi cũng phải làm để đấy, mà có mà ở. 50 triệu thì với lại cái tiền nhà mình tích góp nữa thì vâng, mới được cái nhà này đấy. Vâng. Cái nước này là trong bể hả chị? Nước ở trên nước mỏ trên đồi anh ạ. À. Cũng lấy ở trên đồi đấy ạ. Đồi ạ. À, có chung cái nước nguồn à? Có chung cái nguồn với lại hai cháu Nụ với cháu có, Thủy không ạ? À, thế sao cái đường dây nhà hai cháu là không có nước là sao nhỉ? Đấy một nguồn này thì nó đến chục nhà ấy thì làm gì mà nó đầy đủ được. Vâng, chắc là anh là người thường lên đi nước quá nếu mà có tắc ấy đúng không ạ? Thì thường thường là cũng vậy thì mình tắc thì mình cũng phải lên mà trong xem mới chứ. Thế bây giờ thế, mấy nhà mình ở đây nếu mà mình có kiểu như người ta nói nôm na là góp gạo thổi cơm chung là ví dụ 4-5 nhà rồi, làm một cái giếng thì có được không nhỉ? Chắc cái đấy thì cũng được. Nghiên cứu nhà bác nhà. Vâng. Nhưng mà quan trọng là trên này cao thì không biết nó có mạch nước hay không thôi. Vâng. Hơi cao nhỉ. Yeah. Cái đấy để đến hôm nào có thợ con giếng đến thì mình nghiên cứu xem. Vâng. Nhưng mà kể cả trên cái đỉnh đồi kia, trên cái đỉnh đồi về theo kia nó vẫn mỏ có vẫn khoan có được mỏ nước. À đấy, nó cũng không phải là nhất đấy, thiết là ở cũng không biết vâng, là ở kiểu nào này nó vâng, có hay không theo ấy, mạch mà nó chịu. Vâng. Cái đấy vâng, thế cái nước này em hỏi một chút là ví dụ như nhà hai cháu mà chẳng ở dưới mình làm cái nhà bếp nó nhỏ thì liệu có đủ nước để trộn bữa không ta? Chắc là cũng không đủ đâu. Vâng. Đấy, không lo là không có nước thôi nhỉ. Nhưng mà kiểu như tích qua đêm thì nó được tầm một đêm nó được một téc này không nhỉ? Bình thì không? Một đêm thì cũng được một téc nếu mà nó chảy mạnh ấy thì vâng, cũng được một téc. Vâng. Nhưng mà mình còn sử dụng gia đình của mình nữa. Vâng. Thôi thế em nắm được rồi, em cảm ơn bác nhé. Vâng. Thế lúc nào mới nghiên cứu thêm anh ạ. Vâng. Em nắm được tình hình như thế rồi. Nếu mà khác nữa thì vâng, biết được như nào. Nào nói thật về cái xây dựng các cái kiểu thì không có khi là không đủ, không có đâu. Vâng, không có nước đâu. Đấy. Vâng. Nước sinh hoạt ăn uống đấy, thì may ra còn được đúng không ạ? Đấy. Vâng. Thôi khỏe một tí nữa. Vâng. Mình nấu cơm thì được. Có khi một can 20 lít thì còn được. Vâng. Còn nói thật thì ấm rửa thì nhà trên nhà dưới thì chia sẻ nhau tí còn vâng, được. Còn nếu vâng, mà làm cái công việc như cái này vâng, cái kia thì cứ xả đi xả lại thì có khi là không có đâu. Vâng, thế thôi anh ạ, em cảm ơn nhá. Vâng, vâng, dạ, vâng. Nụ ơi đi. Vâng, dạ, cảm ơn ạ, cũng chiều tối rồi chúng em xin phép đã. Ui, đường khó đi nha. Vừa mưa xong cũng trơn. Rồi, lần này thì chú Ngân tạm biệt thật đấy nhá. Chú cũng hỏi trên nhà của chú ở trên đấy rồi về nguồn nước rồi thì chú sẽ có cái xin phép ý kiến của các ông bà để xem có cái hướng xử lý làm sao cho hợp lý nhất nhá. Rồi, tạm biệt nhá. Ừ, chào chú ạ. Ừ, rồi. Như vậy thì Ngân cũng đã nắm được cái tình hình về cái nguồn nước ở trên nhà của hai chị em, cháu Thủy và cháu Nụ rồi. Thì cũng rất là kính mong quý ông bà cô chú là có những cái ý kiến góp ý. Bởi vì là hiện tại có hai cái việc rất là quan trọng là muốn hỗ trợ cho hai cháu, cái nguồn kinh phí thì lại eo hẹp. Đến hiện tại thì vừa có hơn 10 triệu thôi, thì khoan giếng cũng chưa đủ và làm nhà thì cũng không có đủ. Cho nên là Ngân cũng chưa biết là phải làm như thế nào để giúp đỡ cho các cháu. Hy vọng là sẽ nhận được những cái sự góp ý của các ông bà, cô chú rất là nhiều. Video ngày hôm nay thì Ngân sẽ khép lại tại đây. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý ông bà, các cô chú, các anh chị đã quan tâm theo dõi và luôn đồng hành giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Cảm ơn chú Vũ Xuân Hải ở Hà Nội đã giúp đỡ cho các cháu số tiền là 1 triệu đồng và Ngân đã trích ra 800.000 để mua nồi cơm điện cho các cháu. Kính chúc toàn thể quý ông bà luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Quá là mạo hiểm. Đứng ở dưới này mà cũng run luôn đồng bào của chú ạ. Chỉ sợ con ong nó chích rồi. Bởi vì nó bay nó nhiều quá. Cô cũng phân hoa rồi. Có ít thôi. Ui, nhiều đấy. Này, nhìn nó chảy này. Áo phê thịt của mình. Chảy mặt nha. Nghĩ được cho tay anh, cho bố anh. Đây. Còn nguyên này nó mật hết á? Vâng.
nguyên mật luôn. Nguyên mật cả bên dưới này luôn á. Chỗ kia là nó đấy rồi, nhộng luôn. Nguyên bầu kia nó đang làm áp hết chỗ cành. Chỗ anh đấy cũng có mật. Cái đấy là cái gì đấy? Mật đấy chứ? Luôn. Vâng, nó làm áp luôn. Ồ. Nhiều nhỉ. Mật nhiều quá. Ồ. Nhiều nhỉ. Thế phải làm hai túi à? Không. Làm một túi á? Cái bên dưới thì là không lấy à? Không, cái đấy là cái nhộng à? À, cái nhộng à? Vâng, để nó. Thì mình lấy một cái đấy thôi đúng không? Mật rất là đẹp luôn, mật vàng óng không bà cô chú ạ. Cái này thì là mật ong khoái rừng này. Hiện tại là những cái chai được đóng sẵn và anh em đóng như này. Nếu mà ông bà cô chú xa gần có nhu cầu mà muốn mật ong rừng nguyên chất thì sẽ gửi đến tận nơi cho ông bà cô chú tùy theo cái nhu cầu mình cần. Còn về tác dụng của mật ong khoái, mật ong tự nhiên thì chắc là ông bà cô chú cũng biết rồi. Và cái mật ong này thì thật sự là nó rất là tốt cho sức khỏe. Và chính thức là từ ngày hôm nay thì trên kênh của Ngân sẽ cung cấp thêm cái dòng mật ong rừng nguyên chất này đến với quý ông bà cô chú xa gần. Mong là sẽ nhận được sự tin tưởng ủng hộ của quý ông bà cô chú để anh em Ngân có thêm kinh phí đi làm những cái cầu nối giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Xin gửi lời cảm ơn, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn.